Bạch Công Khanh bị tố cố tình gần gũi nam em, tạo thuyền rồi bỏ, chính thức đền tội. Những ngày gần đây, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước ồn ào rạn nứt của nam em và Bạch Công Khanh. Cả hai là cặp đôi được nhiều người đẩy thuyền khi quá thân thiết và tình tứ trong mỗi dự án hợp tác hay trong ca trên sân khấu. Thế nhưng thuyền này lại chìm khi cả hai có dấu hiệu xảy ra rạn nứt, không còn tương tác nhiều trong show diễn chung, hủy kết bạn trên mạng xã hội và thậm chí Bạch Công Khanh còn rút khỏi show diễn có nam em tham gia. Trước loạt ồn ào này, nam em đã nhận nhiều chỉ trích khi là người chủ động bày tỏ tình cảm với Bạch Công Khanh, thừa nhận nam ca sĩ là hình mẫu lý tưởng của mình và khẳng định nếu một ngày cô lấy chồng thì cô rất muốn người đó là Bạch Công Khanh. Vì đã từng không ít lần vướng thị phi liên quan đến chuyện tình cảm, không bất ngờ khi ồn ào lần này với Bạch Công Khanh nổ ra, nam em cũng lại vô tình trở thành người nhận nhiều phản ứng tiêu cực hơn. Nhiều người cho rằng dù được đẩy thuyền nhưng nam em vẫn nên chú ý giữ đúng khoảng cách của một người đồng nghiệp, khi chính Bạch Công Khanh đã từng lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò. Thế nhưng mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện thêm những bình luận trái chiều hướng về phía Bạch Công Khanh. Cụ thể, một số người chỉ trích cậu Hai Lương cố tình tạo chemistry với nam em và tích cực thả thính người đẹp để nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, nhưng đến khi xảy ra rạn nứt thì nhanh chóng quay lưng. Có người thậm chí còn nghi ngờ Bạch Công Khanh lợi dụng nam em để tạo tên tuổi và phũ phàng hủy kết bạn với nàng hậu khi mối quan hệ không còn thân thiết như trước. Hiện tại, đây chỉ là những lời bàn tán trên mạng xã hội của netizen. Ngoài trừ bình luận của nam em ẩn ý đã không còn thân thiết với Bạch Công Khanh, cho biết đã hết duyên thì phía Bạch Công Khanh vẫn giữ im lặng, chưa lên tiếng về drama này. Thời gian qua, nam em là cái tên được chú ý sau khi thử sức ở một cuộc thi nhan sắc tại Việt Nam. Sau khi đạt top 10 chung cuộc Miss World Việt Nam 2022, người đẹp chuyên tâm vào con đường ca hát, cô là cái tên quen thuộc của nhiều phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, những màn song ca giữa nam em và Bạch Công Khanh được khán giả đón nhận về sự ăn ý, thậm chí nhiều thông tin cho rằng cả hai đang có tình cảm. Nhất là sau phát ngôn muốn lấy Bạch Công Khanh làm chồng, được cho là của nam em lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Thế nhưng vài ngày vừa qua, cả hai bị phát hiện hạn chế tương tác khi đứng chung sân khấu. Điều này càng khiến công chúng nghi ngờ cả hai sợ bị bàn tán nên tránh mặt nhau. Đến tối ngày 13 tháng 12 vừa qua, nam em đích thân lên tiếng để giải thích mọi việc với người hâm mộ. Người đẹp cho biết thời gian qua ít hát tại các đêm nhạc phòng trà là có nguyên do. Dạo gần đây tôi rất hạn chế nhận những show phòng trà vì vấn đề sức khỏe. Tôi biết nếu cứ lấy lý do sức khỏe ra để ảnh hưởng đến chất lượng của đêm nhạc là không hay. Tôi từng nói với anh Bạch Công Khanh sẽ không muốn nhận thêm show vì sợ ảnh hưởng. Tôi không muốn vì một lý do bất khả kháng mà phải bắt người khác chịu đựng mình, cô nói. Đồng thời, nhân dịp này, nam em cũng đính chính phát ngôn khiến công chúng nghĩ rằng cô và Bạch Công Khanh yêu nhau. Tôi được hỏi, Khanh có phải là mẫu người lý tưởng của em không? Tôi trả lời, nếu như chọn một người làm chồng, tôi sẽ chọn người như Bạch Công Khanh, vì anh ấy bao dung, nhân hậu và tử tế. Tôi cũng chưa từng nói tôi yêu Bạch Công Khanh và muốn lấy anh ấy làm chồng. Hiện tại, nam em cho biết sẽ dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn, nhưng vẫn sẽ đi hát để duy trì kinh tế. Tiết lộ về tình trạng sức khỏe hiện tại, nam em nói, tôi gặp vấn đề về trí nhớ, điều này làm cản trở cuộc sống của tôi. Và tôi thật sự rất mệt mỏi với vấn đề này. Cơ địa của tôi rất dễ trúng gió, đó là lý do tại sao tôi luôn sử dụng dầu gió. Nhiều khi đang hát, tôi rất khó khăn trong việc di chuyển và ngồi. Đây cũng là vấn đề tôi khá mệt mỏi. Và mỗi lần bị dính gió thì ai bị sẽ biết. Nhiều khi nói chuyện và hát sẽ khó đúng lời và mất tập trung. Nhiều khi tôi cố quá, có đôi khi nói thẳng trên sân khấu nên tôi phải rút trước khi để mọi chuyện đi quá xa. Nhan sắc tôi có thay đổi do từng dùng thuốc nhiều và tôi đang cần thời gian để bản thân hồi phục hẳn thì mới đi hát được. Tôi cũng không thể cố làm điều ngoài sức lực của mình,